Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với kênh Khám Phá Bí Ẩn. Xin chúc quý vị và các bạn có những giờ phút trải nghiệm thật thú vị và thoải mái cùng với chúng tôi nhé. Và đừng quên bấm nút đăng ký cũng như là chuông thông báo để cập nhật những tin tức mới nhất từ kênh Khám Phá Bí Ẩn. Và bây giờ sẽ là những bí ẩn cần được khám phá tiếp theo. Lý sinh ra trong gia đình nghèo ở vùng nông thôn thuộc huyện Vu Đô của thành phố Cám Châu, Giang Tây, Trung Quốc. Bản thân Lý luôn nhận thức được chỉ có con đường học vấn mới có thể thay đổi số mệnh nghèo nàn của gia đình. Trong suốt thời gian ngồi ghế nhà trường, Lý đã không ngừng nỗ lực học tập. Nhưng đến khi hoàn thành cấp 3, gia đình đã không còn đủ khả năng để cho Lý tiếp tục lên đại học. Nghỉ học cũng đồng nghĩa với việc Lý phải sống cả đời làm nghề lao động chân tay ở thôn làng nghèo. Đương nhiên, Lý không thể chấp nhận hiện thực này. Sau khi biết được sự tình, bạn gái của Lý là Trung Hồng khuyên nhủ bạn trai tiếp tục học tập. Cô sẽ nghĩ cách kiếm tiền để Lý có thể thực hiện ước mơ của mình. Lý và Trung Hồng là đôi bạn cùng lớn lên trong thôn nghèo. Điều kiện gia đình của Trung Hồng lại càng khó khăn hơn. Cô phải nghỉ học từ cấp 2 và bắt đầu làm việc kiếm tiền. Cô đã đưa tất cả tiền tiết kiệm của mình cho Lý để anh có thể vào trường đại học. Đôi bên gia đình đều hết mực ủng hộ tình cảm của cặp đôi. Họ dự định chờ Lý tốt nghiệp thì cho hai người kết hôn. Từ đó, Lý và Trung Hồng trở thành cặp đôi thần tiên quyến lữ trong thôn nhỏ bình dị. Thế nhưng, mọi thứ dần thay đổi sau khi Lý lên đại học. Hòa nhập với cuộc sống thành thị hiện đại, Lý đã không còn quá mặn mà tình cảm với Trung Hồng. Trong thời gian đó, Lý có quan hệ với một vài cô gái, nhưng vì sợ bị hàng xóm láng giềng chê cười, Lý không dám đề nghị chia tay với Trung Hồng. Năm 1999, sau khi tốt nghiệp hệ chính quy ngành y dược, Lý tiếp tục học lên để nâng cao bằng cấp. Thời điểm này, Trung Hồng đã có cảm giác được tình cảm giữa mình và Lý đã nhạt nhòa dần. Cô lo lắng sự cố gắng và hy sinh trong nhiều năm sẽ đổi lại bằng một câu nói chia tay. Cô nhận thức khoảng cách giữa hai người càng ngày càng lớn hơn, cả hai giờ đây đã thuộc về hai thế giới khác nhau. Giai đoạn học thạc sĩ, Lý say đắm trong mối quan hệ mặn nồng với một cô gái. Trung Hồng đã phát hiện và giày vò Lý bằng cách tuyệt thực. Bản thân Lý luôn có ý định chia tay với Trung Hồng nhưng lại sợ cô nghĩ quẩn tự tử. Hơn nữa, bố mẹ của anh luôn mong muốn Trung Hồng trở thành con dâu. Nếu Lý vẫn nhất quyết bỏ Trung Hồng để lấy cô gái kia thì họ sẽ đoạn tuyệt quan hệ với anh. Sau khi lấy được bằng thạc sĩ, Lý có một công việc ổn định ở Thâm Quyến, bước đầu hoàn thành được ước mơ cả đời của mình. Anh cũng trở thành nhân vật nổi bật và mang lại niềm vinh dự cho thôn làng nhỏ bé. Hàng xóm láng giềng bắt đầu nhắc đến chuyện kết hôn Lý và Trung Hồng. Trước tình hình này, Lý không biết mình nên làm gì vì trong lòng anh đang cực kỳ mâu thuẫn. Anh cảm thấy bản thân không phải không yêu Trung Hồng, nhưng cô cũng không phải mẫu người lý tưởng nhất để kết hôn. Theo đó, Lý cho rằng bạn đồng hành của mình nên là người có học thức giống anh. Chỉ như thế, cả hai mới có chung mục tiêu để phấn đấu cho hạnh phúc về sau. Năm 2002, hai gia đình bắt đầu thúc giục Lý và Trung Hồng kết hôn. Lý không thể cam chịu phần đời sau này phải gắn liền với người phụ nữ thấp kém như Trung Hồng nên đã ấp ủ một kế hoạch để tự cứu lấy mình. Ngày 19 tháng 11 năm 2002, Lý và Trung Hồng chính thức kết hôn. Trong khi mọi người đều cảm thán và chúc phúc cho cặp đôi trăm năm đầu bạc, thì mấy ai ngờ đây chính là bữa ăn đầm ấm cuối cùng Trung Hồng. Theo phong tục cưới hỏi địa phương, sau lễ kết hôn một ngày, cô dâu chú rể phải ăn trứng gà và uống rượu mừng. Sau khi thực hiện xong nghi thức truyền thống, Trung Hồng đột ngột ngã xuống và hôn mê. Cô được đưa đi cấp cứu và đến ngày 21 tháng 11 năm 2002 thì trút hơi thở cuối cùng. Gia đình hai bên đều cảm thấy mọi chuyện diễn ra vô cùng kỳ lạ. Ngay cả bác sĩ cũng không thể biết được nguyên nhân tử vong của Trung Hồng. Người nhà Trung Hồng đề nghị bác sĩ khám nghiệm tử thi. Lý nghe vậy thì hoảng loạn, lập tức nói, người đã mất rồi, tại sao mấy người không để cô ấy an nghỉ? Thái độ của Lý đã khiến nhiều người nghi ngờ. Quả nhiên bác sĩ đã phát hiện được trong máu của Trung Hồng có thành phần của thuốc an thần. Ngay sau đó, cảnh sát đã nhập cuộc điều tra. Lý biết rõ giấy không thể gói được lửa nên đã chạy thoát trong đêm. Nhưng cuối cùng, Lý cũng phải chấp nhận đứng trước vành móng ngựa. Sau khi bị bắt, Lý luôn cho rằng bản thân rất yêu vợ, nhưng hai người chung sống với nhau không hề có hạnh phúc. Vì vậy, anh đành phải giải thoát cho vợ bằng cách giết cô. Tòa án tối cao thành phố Cám Châu đã phán Lý tội tử hình, kết thúc cuộc đời của một thành phần tri thức luôn loay hoay giữa yêu và hận.
Không ít người trong chúng ta đã từng thắc mắc rằng liệu có trường hợp nào khiến cho một quả trứng có thể có đến hai lòng đỏ cùng một lúc? Và liệu quả trứng này nếu được ấp thì có thể nở ra hai chú gà con hay không? Để trả lời cho những câu hỏi có phần nhức não trên, hãy cùng nhau tìm hiểu về quá trình hình thành trứng và các dạng bất thường của chúng. Trứng được sản xuất tại một cơ quan rất đặc biệt, đó là vòi trứng. Đầu tiên, lòng đỏ, ovum, sẽ tạo ra phần buồng trứng, ovary, của gà mái, có hình dạng giống với chùm nho, nằm trên thận và ở mặt lưng. Theo giới chuyên gia, các loài thuộc lớp chim thông thường chỉ có một buồng trứng. Phần lòng đỏ sau đó sẽ đi theo hệ thống vòi trứng, oviduct, để đến hậu môn nhờ sự co bóp nhóm cơ tại đây. Trong quá trình này, các ống tuyến có trong vòi trứng sẽ phân chia và chế tiết phần lòng trắng bao quanh lòng đỏ thành 4 lớp khác nhau. Khi đến được phần eo của vòi trứng, hai lớp màng, một lớp bao quanh lòng đỏ và một lớp bao quanh lòng trắng sẽ được đóng lại để tạo tiền đề cho việc hình thành vỏ trứng tiếp đó. Màu sắc của vỏ trứng sẽ được quyết định bởi hai sắc tố, polyvinylidene và protoporphyrin. Nếu như polyvinylidene phụ trách tạo nên hai màu xanh dương, xanh lá, thì protoporphyrin sẽ làm vỏ trứng có màu đỏ nâu. Hai sắc tố trên sẽ kết hợp để cho ra được màu trứng sau cùng. Khi trứng đến được tử cung, uterus, lớp màng bao quanh lồng trứng sẽ được canxi hóa để trở thành lớp vỏ trứng cứng cáp. Ngoài thành phần canxi carbonate, lớp vỏ trứng còn chứa một ít magie và lưu huỳnh do các tuyến tử cung tiết ra. Cả quá trình thường này sẽ kéo dài trong khoảng một ngày, tùy vào đặc tính của mỗi loài mà thời gian có khác nhau hay không. Những thay đổi nhỏ trong quá trình di chuyển hay thành phần tạo nên lớp vỏ cứng cũng đã ảnh hưởng rất lớn đến cấu tạo và hình dạng của quả trứng sau này. Một trứng hai lòng đỏ vốn là một trong những bất thường có thể gặp trong quá trình sinh sản ở các loài chim hay gia cầm. Hiện tượng này xảy ra khi buồng trứng sản xuất ra cả hai lòng đỏ trong một khoảng thời gian rất gần. Chính vì chúng được hình thành gần như cùng lúc, cả hai sẽ cùng nhau đi qua vòi trứng đến tử cung và thế là một quả trứng hai lòng đỏ được hình thành. Nếu cả hai lòng đỏ này được thụ tinh trước đó, chắc chắn một điều bạn sẽ được tận mắt nhìn thấy hai chú gà con chui ra trong cùng một quả trứng. Điều kiện đi kèm đó là bạn cần ấp chúng đủ thời gian cùng với nhiệt độ thích hợp. Tuy nhiên cũng có những trường hợp khác có phần kém may mắn hơn khi lớp vỏ hoặc lòng đỏ trứng không được hoàn chỉnh, chẳng hạn như lớp vỏ bị canxi hóa quá mức. Xảy ra khi quả trứng bị kẹt khi đang xoay chuẩn bị được tống ra khỏi hậu môn, khiến lớp vỏ ngấm thêm một phần canxi carbonate được tiết ra. Trứng hai vỏ. Khi trứng bị đẩy ngược ra tử cung và lặp lại lần nữa quá trình canxi hóa khi đẩy vào lại. Trứng không vỏ. Rất hiếm gặp, xảy ra khi trứng bị đẩy đến hậu môn quá nhanh, không kịp diễn ra quá trình canxi hóa tại tử cung. Trứng không lòng đỏ. Kích thước sau cùng chỉ bằng 1/2 so với trứng thông thường. Trường hợp này cho thấy vòi trứng đã tự kích thích khi có một vật lạ xuất hiện bên trong, chẳng hạn như cục huyết khối, khiến quá trình hình thành vỏ trứng tự động diễn ra dù không có lòng đỏ.